Vâng, em Hoàng Tuấn xin được chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với video tiếp theo của em. Em hôm nay tiếp tục cập nhật giá vải cho cả nhà. Em đang có mặt tại địa điểm ngã ba Tân Hoa nhé. Hôm nay là thứ bảy, ngày 15/6/2024, nhằm ngày mùng 10 tháng 5 năm Giáp Thìn. Em thời điểm này em đang ghi hình là 6 giờ kém 15 phút nhé. Gọi là thương lái họ đến thời điểm này vẫn đang lưỡng lự chưa mua cả nhà, vẫn đang dòm giá thôi. Đấy. 6 giờ mọi lần là 6 giờ kém 15 phút là mua rất mạnh. Nhưng mà thời điểm này đã là 6 giờ qua 10 phút rồi. Đấy. Cũng chưa thấy sọt thanh hà nào đẹp. Đấy. Và thương lái xe bò cũng chưa thấy nhé cả nhà nhé. Và em sẽ di chuyển tìm những cái lổ thanh hà đẹp để xem hôm nay giá cả như thế nào. Em nghĩ là đến hôm nay, thời điểm này hôm nay là hết vải nhá cả nhà nhá. Theo em nghĩ là như vậy, nó hết vải rồi, không có vải rồi. Đấy. Đây sọt thanh hà, sọt vải chiều chính vụ đây. Đấy. Khá là đẹp hơn cả nhà. Đến thời điểm mà vải thanh hà đẹp thì chưa thấy ra cả nhà. Đây lồ vải chiều chính vụ đây. Đấy, khá là đẹp. Nhiều hôm qua là em thấy có bác là bán thổ như vậy là nó rơi vào khoảng tầm 5 năm nghìn nhá, 5 năm 5 sáu gì đây. Đấy. Đây là sọt của bác à? Họ giá bao nhiêu rồi? 50 thôi. 50 đây à? Hôm qua thế này là được khoảng tầm 5 sáu. Nhưng mà hết vải rồi. Kiểu gì là được 60. Có lồ đẹp hơn thì hôm qua thấy 65 chưa bán. Đấy. Còn năm có lại 50 thì xanh xanh là hôm qua là xanh xanh là được 50 rồi. Đây là sọt thanh hà nhé cả nhà nhé. Đây thanh hà này. Không biết là bán bao nhiêu. Đây thanh hà của anh bán bao nhiêu? 69 à? Xem trong sổ ấy thì là 70 cao nhất cả nhà, 70 cao nhất. Nói chung là quả này là cũng đẹp rồi, thời điểm này đẹp rồi, nhưng mà áp và điện thoại đây. Đấy. Mặt gài nó bị đen, áp vào là nó bị đấy. Áp vào mới thấy. Còn quay ở xa ấy thì là nó đỏ. Đỏ, màu đỏ hồng rất đẹp nhá. Đây, quay xa này màu đỏ hồng rất đẹp. Đây, sọt này bán là 69 nhá. Đây lỗ thanh hà của anh ở trong làng đây. Má còn vẫn rất sáng luôn. Rất đẹp cả nhà. Anh còn mấy thô nữa? 5. Giá 75 à? Còn nhiều không? Còn khoảng 4 thồ nữa à? Đâu cái phiếu đâu này? Em xin cái phiếu này. À phiếu đâu nhỉ? Chưa có phiếu à? Bảo lấy cái phiếu chứ. Thồ vải Thanh Hà nhá cả nhà nhá. Đấy, ở trong khu vực làng em. Rất đẹp. Hôm nay vẫn cần nha. Đấy. Có xuống đây. Rồi xuống đây anh em. Đấy làm. Ngon rồi. Đây là Thùy Anh nha. Cả nhà nha. Thùy Anh cân vẫn được giá hơn điểm dưới kia cả nhà. Đấy. Cho lỗ thanh hà tiếp tục vào đây. Đây bao nhiêu đây em?
73. Đây là 73 đây. Đây. Giá 73 nhé. Đồ kia là mã sáng hơn và quả đều hơn. Là 75 nhá. Nói chung là Thanh Hà đẹp hôm nay rất ít nhé cả nhà nhé. Đấy, Thanh Hà đẹp ít lắm. Đây xe bò Thịnh Anh đây thì là lấy giá cao hơn điểm dưới kia cả nhà. Thì vải đấy chắc cả nhà, vải đấy thì là chắc là khoảng tuần mai mà không có hàng đẹp, khả năng là ngày kia là họ sẽ không cân nữa đây cả nhà. Cả nhà để ý vào. Vậy đang được giá là cả nhà phải tăng tốc vào nhá. Kiểu như là không đủ hàng đấy cả nhà, không đủ hàng ấy, thì là họ sẽ rút. Đấy. Đây thổ vải thiều chính vụ đây cả nhà. Xanh lắc xanh lơ như mọi năm ấy, cái loại này thì vào hàng sấy nhá cả nhà nhá. Đấy vào hàng sấy, giá thì chắc là cũng nó cũng như năm được mùa ấy, loại này chắc chỉ 5-6 nghìn. Như năm nay thì em hỏi giá là năm nay là không biết bao nhiêu rồi. Đây của anh bao nhiêu? Đang giả bao nhiêu đấy? 35. 35 à? À không. Anh nhé. Đây cái hàng cái cân rất lên thôi. Cân. Hôm qua thấy lúc ủi hơi sớm sớm ấy cả nhà, thấy loại này vào 50 tranh nhau nhá. Nhưng mà về lúc trưa thì em không biết, nhưng mà lúc sớm sớm khoảng độ tầm 6 rưỡi 7 giờ kém, lúc đấy thì loại xanh này là loại tranh nhau giá 50, nhưng mà thời điểm này không biết là họ đang giả là 35, nhưng mà tí nữa thì không biết thế nào cả nhà. Đây. Đây khu dưới này là một sọt Thanh Hà lại vào nhá. Đây một sọt Thanh Hà lại vào đây. Cô bác bao nhiêu? 68 à? Em xin cái phiếu này. Đây là của anh. Đây là 69 này. Quà cần 8 69. Cần vẫn thấp hơn ở điểm Thịnh Anh nhá. Thấp hơn. Thấp hơn. Ở trên là 75. Ngay trên này Thịnh Anh xe bo. Theo em nghĩ vải Thanh Hà là hôm nay nó sẽ lên giá thật đỉnh đấy cả nhà. Đấy còn thì em cũng không rõ lắm, bởi vì giá Thanh Hà hôm nay khả năng là sẽ lên đỉnh và khả năng ngày mai sẽ là kết thúc nhá cả nhà nhá, khả năng là kết thúc đấy. Kết màu. Đấy, khả năng là như vậy. Đây sọt này 70 đây cả nhà. 70 nhá. 70 anh. 70. Sọt này 70. Wow. Theo em ấy, cái sọt vừa nãy 75 ở trên kia là nó đẹp hơn cả nhà. Mã nó sáng rồi và nó mới chín tới. Đấy. Gọi là hôm nay hai điểm này thôi. Có hai điểm này cân Thanh Hà đẹp. Gọi là hai xe bo cả nhà nhá. Cân Thanh Hà đẹp ở đây. Vải Thanh Hà đẹp không có cả nhà. Vải Thanh Hà đẹp không có rồi. Khả năng vải Thanh Hà đẹp hôm nay nó sẽ lại 80 nha cả nhà nhá. Sẽ là 80 thôi, vải Thanh Hà đẹp đấy. Nhưng mà khả năng không có cả nhà. Vải Thanh Hà hôm nay dễ bán hơn hôm qua. Đấy. Đây là toàn vải thiều chính vụ thôi. Đây vải thiều chính vụ đây. Đấy. Ở trên khu vực Sơn Động đi xuống nha. Đây vải thiều chính vụ đây. Đấy, khá là đẹp này. Như hôm qua là những cái loại này là nó phải rơi vào khoảng 5-6, nhưng mà hôm nay không biết bao nhiêu, là chờ hôm qua đến thời điểm này cả nhà nhá. Thôi vào mấy người anh bán rồi bạn từ trên dưới bạn thế giờ cứ đục tốc đến bây giờ được. Của anh họ giá bao nhiêu rồi? 5-6 à?
đấy, hôm qua giá hôm qua là quả như vậy, nó cũng như thế rồi nhá. Đấy, nó khoảng 5-6 chưa bán thì nó bằng giá hôm qua. Đấy, theo anh em là có một số vải kiểu chính vụ đẹp ấy, nó rơi vào khoảng trên 60.000 cơ. Nhưng mà quả này là chắc chưa đạt, quả này hơi bé cả nhà. Đây sọt vải thiều chính vụ đây cả nhà. Đây sọt này rất là nhiều. Nó phải tầm 3 tạ xe kéo nhá, xe chế đây. Đây, xe chế nhá. Đấy, quả này. Của anh bán bao nhiêu? Bán bao nhiêu? Bán bao nhiêu? Nó bằng 60.000 thôi. 60 là ngon rồi. Vải thiều chính vụ thế này là đẹp rồi. Chắc năm còn nay... còn đi đâu tìm nữa, năm nay vải thiều chính vụ không đẹp đâu mà. Năm nay chắc chỉ thế thôi. Đây vải thiều chính vụ nha, giá 60. Đấy gọi là đẹp. Xem trong điện thoại nó chẳng đẹp hơn. Đẹp không? Nó đẹp hơn ngoài đời. Nó đây phấn rồi. Nếu mà trong điện thoại mà đẹp nữa thì ở ngoài đời nó còn đẹp nữa. Đây lồ Thanh Hà cũng rất là to đây này. Đây. Lồ Thanh Hà. Thôi đổ đây thôi, lùi lại em gì em tí cuốn cho tôi. Kéo. Kéo vững chân anh ơi. Lồ này phải khoảng cũng trên 3 tạ nữa nhá. Trên 3 tạ, tầm 3 tạ 2. Rồi bao nhiêu anh? Đấy. Bảy mấy anh? 72 à? Không được 75 nhỉ? 72 nhưng mà tính này 7321. Sọt này trên 20 triệu nhá cả nhà nhá. Đấy sọt vải này trên 20 triệu. Thời điểm đang là 7 giờ nhá cả nhà nhá. Thời điểm này đang là 7 giờ. Vải Thanh Hà đẹp thì không thấy ra nữa. Giờ toàn thấy vải thiều chính vụ thôi. Đấy, vải thiều chính vụ ra nhiều hơn. Ra đây thì cũng gọi là ở khu vực ngã ba ấy thì là đứng chờ giá nhá. Đấy. Hôm qua ấy thì mua thấy dễ hơn cả nhà. Cứ 45, 50, 55 vào mầm. Hôm nay thì hơi chững nhá cả nhà nhá. Nhưng mà vải thiều chính vụ những cái đẹp ấy thì là vẫn đang giả giá 56, 55, 56 chưa bán. Đấy. Đây của bác họ giá bao nhiêu rồi? Đây bán được 4 năm rồi. 4 năm hả? Như hôm qua là thế này là 50 rồi nhỉ? Hôm nay là rẻ hơn à? Như thế này giá được bao nhiêu chị? Để xem mà chị đẹp giá bao nhiêu. Bác bảo được 50 là bác bán này. Bốn năm không bán. Không bán. Cứ đứng ở khu vực ngã ba này là đợi giá nha cả nhà nha. Đây sọt Thanh Hà đẹp đây. Đây đẹp nha cả nhà nha. Giá bao nhiêu rồi anh? Giá 72. 72 à? Còn lại bao tiền ạ? Đấy, vải đẹp lắm cả nhà. Bao nhiêu anh ơi? Đang giá 72 nhá. Đây đang 72. Quả to đều rất đẹp nhá cả nhà nhá. Đấy, to đều đẹp. To đều đẹp. Đấy quả này. Hôm nay vải Thanh Hà đắt cả nhà. Đấy. Thanh Hà đẹp là tranh nhau cả nhà. Thanh Hà đẹp là tranh nhau nhá. Đấy. Khá là lâu mới có một sọt. Đấy. Đang 72 giá phiếu. Đấy giờ giá 74 đấy. Đây lồ Thanh Hà đây. Lồ Thanh Hà khá là đẹp.
biết lắm. Bé này chỉ sợ thuốc rồi. Đang 68 chưa bán. Nó là dưới dưới rồi. Đây. Đây 74 nhá. Đi xuống Đức Ngọt là máy dưới đi xuống máy dưới nhá cả nhà nhá. Đấy. Bán rồi kéo xong rồi. Xuống mà máy dưới à. Kéo rồi nhưng mà không bán đang tranh nhau thôi. Bán rất đẹp. Đang à. Bao nhiêu? 72 lên 74. 74 giờ. Bán rồi quá. Không giá cho công. Đây 74 đi lên 76 giờ. Bán đi đâu? Đấy tranh nhau xoắn bài đẹp nhé. Đấy bài bài đẹp hôm nay lên ngôi thật nhỉ. Tranh nhau. Đang đấu giá xoắn này. Bán không? Bán từ trong kia rồi thì bán đẹp đi đâu vào rồi thì ai lời. Lại 76. 76 rồi à? 76 rồi. Đi theo 10. Lại 76 rồi. Lên 76 rồi. Đi theo rồi. Lại đi theo tiếp. Đấy, 76. Rồi, em đi cho đó. 76 nha. Đi xuống. Quyết định bán giá 76 nha. Đấy. Đứng một lúc là lên từ 74 lên 76. Hai tạ để được thêm 400 rồi nha. Đây, ai bảo anh cho ít quá? Được rồi. Rồi, 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 rồi. Bao nhiêu? Không. Đây 80 nha. Giờ nhà này cho hơn rồi, để bán cho nhà này. Đấu giá rồi, đấu giá. Đấu giá sọt vải kinh khủng nha. Ừ, xem nào. 81. Đây. 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 Cho em tiền được. Nhà kia cho 80, 81 ở trên kia nha. Cho bà này cầm này, chụp ảnh đây. Sọt vải 81 nha cả nhà nha. Ui. Đẹp chưa? Ui, sọt vải 81 nha. Con đã lấy xuống nhà năng dưới kia đấy, bảo xuống đấy. Dưới lấy xuống được rồi, 81 được rồi chị ạ, ok rồi. Còn bảo lấy xuống đồng cốc đấy. Đây sọt vải 81 nha cả nhà nha. Không phải nói đâu. Không phải nói phét đâu cả nhà. Đấy 81. Chị cứ cầm cái phiếu ấy, cái xe bo nó ở đâu đấy chị. Không, cầm... nhà này Trung Quốc là trên đây mà. Ở trên á? Ừ. Hay là xe, à nó quay ngược lên đây à? Thế là đấy, vừa đấy là thấy nó đón. Đây chắc phải đây, chị quay lên. Đấy 81. Đây lô vải thiều chính vụ đây cả nhà, rất đẹp. Đấy. Đây vải thiều chính vụ nha. Lô này rất đẹp cả nhà. Đấy, không biết đặt giá như thế nào. Đây vải thiều chính vụ của bác là bán bao nhiêu? 6 đồng. 6 đồng à? 60. À, 60 ngàn. Thắng thay. Nhà có nhiều không? Còn đồ, dài. Còn đồ mấy tấn đó? 60. Đây là 60. Đây tháo ra đây này. Rồi tháo này. Điểm xe bo này là ở chỗ nhà Nam cắt tóc nha cả nhà nhá. Lấy vải ngọt giá rất cao mà phải vải đẹp. Đây. Giá từ 50 đổ lên cả nhà. Chỉ lấy hàng đẹp thôi. Thời điểm này đang là 7 giờ qua 15 phút rồi nhỉ. Giá vải thì nó dao động mà như vải ngọt ấy, thì dao động khoảng tầm 35 đến 65 nếu mà vải đẹp. Đấy. Có vải thiều chính vụ đẹp ấy thì là giá vẫn cao. Đấy. Dao động từ 35 vải thiều chính vụ 35 đến 65 các nhà. Cái giá tầm như vậy. Còn vải thanh hà ấy lên từng giờ nhá cả nhà nhá, lên từng giờ, riêng vải đẹp lên từng giờ tranh nhau. Đấy. Tranh nhau. Vải thanh hà đẹp và tranh nhau nhá, lên từng giờ đấy. Vừa đấy là giá là 75, vải thanh hà đẹp 75 nhưng mà vừa đấy là có sọt là bắt đầu đấu lên dần 76 rồi đấy cả nhà. Nếu mà sọt vải mà đều mà đẹp hơn mã hơi ngả sáng ấy, có khả năng là phải lên 78 là họ vẫn mua nhá. Họ mua về đắp mặt cả nhà. Đây thời điểm này đang là 7 giờ nhá cả nhà nhá. Bán vải rồi. Bán vải rồi, giá vải chắc nó cũng như vậy thôi. Thì em sẽ là chắc là kết thúc video ở đây thôi cả nhà. Đấy, nó gọi là giá vải hôm nay dao động là vải thiều chính vụ dao động từ
35.000, 35.000 đến 65.000 vải thiều chính vụ nhé cả nhà nhé. Còn vải Thanh Hà, vải Thanh Hà ấy thì là dao động từ 50 đến 76, khả năng là vẫn còn hơn 78 chẳng hạn, nếu mà vải đẹp đấy 78 chẳng hạn, thì là giá vải nó dao động từ là gộp lại ấy, giá vải nó dao động từ giá từ 35 đến khoảng 78 đấy cả nhà, dao động từ như vậy nhá. Thì video em lên cập nhật giá vải hôm nay cho cả nhà như vậy. Rồi em xin được kết thúc video. Rồi em xin được chào cả nhà.